Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đi tham quan chuồng heo cai sữa chăn nuôi theo kiểu quy mô công nghiệp rất là hiện đại. Chuồng được thiết kế một nửa là sàn nhựa, một nửa là sàn bê tông. Phía bên trong kia là đang lắp các cái bóng uống. Chuồng này thì mới cai sữa được có 4-5 ngày. Hiện tại bây giờ bên ngoài trời đang rất là rét. Nhiệt độ đang khoảng 16 độ C nên lợn trong chuồng cũng hơi lạnh, lợn đang nằm túm tụm lại. Chuồng được thiết kế cho ăn tự động hết. Mỗi chuồng này nuôi được khoảng 1.000 đến 1.200 con. Do ánh sáng trong chuồng nó hơi bị thiếu cho nên là quay nó hơi bị mờ, các bạn thông cảm. Nó mới nhập được có 4-5 ngày nên nhìn chưa được đẹp mấy. Vào bên trong chỗ bóng sưởi rất là ấm, cái chỗ lồng này nó giữ mình nhiệt. Còn đây là chuồng khác, hai bên đầu chuồng được để hai cái máy sưởi nhìn như hai khẩu đại bác. Chuồng này đang khoảng 8 tuần tuổi. Còn đây là chuồng đang 12 tuần tuổi, vừa làm vaccine, mũi vaccine cuối cùng, đang chuẩn bị chuyển xuống chuồng để nuôi thịt. Ở trại này thì sau khi úm làm vaccine xong hết thì bắt đầu mới chuyển xuống chuồng thịt để nuôi, như vậy sẽ đảm bảo hơn.